Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu bán kết thứ hai của Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 bằng cặp đấu trên sân vận động Hàng Đẫy giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh. V-League 1 năm 2019 đã kết thúc và vào thời điểm này thì không còn một trận đấu nào hấp dẫn hơn bằng cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đã lên ngôi vô địch và giành ngôi vị Á quân ở mùa giải 2019 tại giải địch quốc gia. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội bóng câu lạc bộ Hà Nội sẽ chiếm giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 vừa được bắt đầu vẫn chưa thể hiện được điều đó một cách rõ rệt. Phi Sơn quả tạt khá hay, sút bóng rất nguy hiểm. Đó là tình huống cản phá của Ví Minh Long. Và vẫn là Phi Sơn, quả treo bóng không được. Đã không thể có tình huống đánh đầu. Quả góc này là Quang Hải. Rất nguy hiểm, cơ hội. Bóng đã được đưa vào lưới và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho đội chủ nhà. Hết sức vất vả, hết sức khó khăn ở những phút thi đấu vừa qua. Nhưng câu lạc bộ Hà Nội mới là đội bóng vươn lên dẫn trước. Và đây là tình huống gây tranh cãi. Toàn bộ đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vây lấy trọng tài Nguyễn Đình Thái. Họ cho rằng cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Hà Nội đã phạm lỗi với thủ môn Thanh Thắng. Một trận đấu rất nóng trên sân Hàng Đẫy, trận đấu bán kết Cúp Quốc gia. Đã có bàn thắng đầu tiên, bàn thắng đã được công nhận. Và đó đang mang lại niềm vui cho cổ động viên của Hà Nội, nhưng là những sự phản ứng từ ban huấn luyện và các cầu thủ áo đỏ. Có lẽ người sẽ thực hiện quả đá phạt này sẽ là Quang Hải. Một pha phối hợp khá bất ngờ. Sẽ là quả ném biên rất mạnh của Đỗ Văn Thuận. Cú sút không vào. Có lẽ người pha dứt điểm vừa rồi là của Hoàng Thịnh. Hùng Dũng. Đường chuyền hay của Hùng Dũng đến đâu? Pha dứt điểm là của Oma trong một tư thế không ai theo kèm. Đều chưa thực hiện bất cứ một sự thay đổi người nào. Trong hiệp 1 thì Trần Phi Sơn đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có được một thế trận đôi công tương đối thuận lợi và cân tài. Đây là tình huống lấy bóng của Văn Quyết. Đường chuyền dứt điểm 2-0. Rất nhanh chóng bàn thắng đã được ghi ở ngay ở phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Và đó là bàn thắng của Ngô Văn Đại, cầu thủ mới đây đã được triệu tập vào thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hết sức chính xác trong đợt lên bóng đầu tiên của hiệp 2 và câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng vươn lên dẫn 2-0. Đường chuyền của Văn Quyết là một đường chuyền đẳng cấp, có thể nói là như vậy. Quả tạt bằng chân trái. Đỗ Duy Mạnh. Khá hay. Ibukebe. Đường vào. Vào bóng rất hay, Văn Quyết. 3-0. 3-0. Cả hai bàn thắng ở trong hiệp 2 trận đấu này của câu lạc bộ Hà Nội đều được thực hiện bằng những pha phối hợp cực kỳ thuyết phục. Đó mới chính là câu lạc bộ Hà Nội mà chúng ta đã được chứng kiến tại V-League trong hai mùa giải gần đây. Tỷ số là 3-0 ở phút thứ 75. Vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Ibukebe. Thôi. Vào, không vào. Công Hiến. Hoàng Thiên. Cơ hội Hoàng Thịnh. Không vào. Pha đổ người cứu thua kịp thời của Phí Minh Long. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã cất lên. Trận bán kết Cúp Quốc gia giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc với tỷ số 3-0. Nhưng về phía đội chủ sân Hàng Đẫy